Bao nhiêu hôm nay cửa hàng Ba Trang em về được con máy thổi lá nhá, công suất lớn nhá, rất là VIP luôn. Con này thì gọi là con Hitachi nhá, mã của nó là BAH6510. Đó, con này thì công suất mạnh này các bác này. Nếu các bác nào mình có nhu cầu muốn mua con máy thổi lá nhá, mà đeo vai, hàng chuyên dụng nhá, hàng chuyên dụng cho các bác đi thổi lá cao su, lá điều mà kiểu thổi nhiều ấy ạ. Còn các bác thổi làm công trình nhá thì có đây giới thiệu các bác con máy rất là VIP. Con này đến từ thương hiệu của Hitachi. Hàng thì được trang bị công suất là rất là lớn, 65cc luôn, 65cc nhá. Máy rất là mạnh. Đấy, tương đương một con máy cưa Hupana 365 nhá, mạnh hơn cả một cái động cơ của con xe Super Cup các bác nhá. Đấy, máy con này thì tương đối là liền lạc, rất là đẹp này. Máy móc thì đẹp keng luôn. Máy móc thì bao đẹp 9 nút cho các bác nhá. Đấy, công suất lớn, trọng lượng con máy này nhá. Trọng lượng con máy này nó rơi tầm 10 kg các bác ạ. Đấy, nhưng mà đeo trên vai thì không ảnh hưởng gì. Nếu các bác nào mình cần một con máy công suất lớn thì các bác có thể tham khảo con này. Đấy, sức gió của nó thì rất là kinh khủng. Con này thổi thì chắc bay nóc nhà luôn. Đấy, gọi là như bão luôn các bác nhá. Đấy, cái bộ phận lọc gió của nó nằm dưới này này. Đấy, rất là ấy luôn. Đấy, máy thì ống của nó nhá, ống cần của nó dài này, ống cần của nó dài hơn mét luôn, mét rưỡi luôn các bác nhá, mét rưỡi luôn nhá. Đây, đấy, rất là mạnh luôn. Con này thổi thì không phải nghĩ luôn. Đấy, đấy, sau đây em sẽ test cái sức mạnh con máy thổi lá này cho bác nhá, test cho các bác nhá. Ui. Mạnh luôn các bác ạ. Con này thì thổi đây những cái mặt đá này các bác hay đi thổi công trình ấy. Cây cỏ sắp bung hết rồi. Đó, quá chất luôn. Rồi ok. Thì anh em nào quan tâm sản phẩm thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại cửa hàng là 0976123370 nhé. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Chào tất cả mọi người.